anh là một loài hoa rất đẹp, toàn thân đều hữu dụng do chứa nhiều vitamin và dược tính. Nên từ thời xa xưa, người ta đã chế biến bồ công anh thành nhiều món ăn và bài thuốc. Ở cái thế giới showbiz này, bất cứ ca sĩ nào cũng muốn mình có một cái live show. Tôi cũng thế. Tôi không cần khẳng định đẳng cấp, mà đơn giản tôi chỉ muốn hát. Tôi thích hát, tôi yêu hát. Tôi sẽ hát tất cả những bài hát mà tôi thích hát nhất từ bé đến giờ trong cái live show ấy. Thì tôi cũng sắp sửa có một cái live show do những người bạn chí cốt nhất của tôi chung tay làm cho tôi. Nhưng có một người không muốn điều đó xảy ra. Mọi lỗ tai khó tính nhất, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến điều đó cả. Trời ơi má ơi, người gì đâu mà đẹp lóng lánh như trong bức tranh vậy trời. Đẹp trai thì có gì là sai cơ chứ. Ông này là ông bầu vô địch kiếm tiền. Từ lúc ông ấy làm bầu cho tôi trở nên nổi tiếng. Sổ chậu cứ gọi là liên tục. Trông đầu tóc diêm dúa thế thôi, bảo thủ phết đấy. Một màu tóc 10 năm chưa thay. Không đấy. Biết trước mà. Khổ thân ông thợ tóc thế. Bây giờ là thời gian dành cho quảng cáo, và sau đó chúng ta sẽ có một vị khách mời đặc biệt, một chàng ca sĩ rất đẹp trai, Đình Phong. Còn đây là Phạm Quỳnh Băng. Chào Đình Phong. Vâng, em chào chị. Chị là Băng Băng. Thật ra chị là Phạm Quỳnh Băng. Nhưng mà do chị hâm mộ Phạm Băng Băng, với lại chị sợ già lắm. Chị mong chị sẽ luôn xinh tươi gần bằng chị Băng. Vì thế nên chị lấy nghệ danh là Phạm Băng Băng. Rất vui được gặp em. Em cảm ơn. Bà này chả sợ gì, chỉ sợ già. Bà ấy già thứ nhì cho nhóm của tôi đấy. Chồng tư vấn tình yêu trên đài thế chứ, đã có ông nào rước đâu. Vậy các cô đã nhớ kỹ lời ta dặn chưa? Giỏi, giờ ta đi đây. Hồ Biên. Thôi. Mà quên nữa. Quên gì quên rồi ta. Vậy thì bây giờ ta đi bộ. Không có gì đâu. Thằng này là thằng bạn chí cốt nhất của tôi đấy. Đi học, tôi ghét nhất là ngoại ngữ. Tôi chỉ yêu tiếng Việt của tôi mà thôi. Anh, đau quá, trời ơi. Anh không sao mà, yên tâm. 그러니까 여기 와서 왜 그래요? 사람들 노는 거 안 보여요? 길이 여기도 있고 저기도 있고 저기도 있는. Đau đớn là đời. Đúng là ghét quần nào, trời trao quần ấy. Và nếu cuộc sống của tôi là một chén súp thì chắc chắn là có một chút hạt tiêu cay cay cho nó gọi là tròn vị. Một đối thủ xứng tầm chẳng hạn. Không phải thằng này. Nó tuổi gì? Đây, cái thằng mặc áo lông tu rô. Gì cái mặt kìa. Dời, ghét thế cái gì. Nó nổi tiếng sau tôi một năm mà mặt nó láo với đàn anh như vậy là không được. Và cái thằng này có cái tật xấu nhỉ. Mỗi lần gặp nhau là nó huých một gái. Đau nha. Không phải giọng vừa đâu. Không phải giọng vừa đâu. Vừa đâu. Ê. Hồi nãy mày thấy anh Kiệt vô mày cố tình kéo thời gian để đè xuống đúng không? Nhìn mày hiền chứ mày thâm ha. Tao mà không kéo
thì nó cũng đâu có thể đu 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 cho tao được. Mà với lại do nó đến trễ nên phải chịu sức ép của tao là đúng thôi. Đình Phong mà không phải dạng vừa đâu. Hôm nay kiếm được nhiều tiền quá. Đi tiếp đi anh. Ý tới rồi, tới rồi. Wow, thiên đường ốt. Rực rỡ dữ lây mà ra lại đường ngồi. Nghêu. Ốc. Sò. Ôi mực. Mực đâu? Tiền của em nè. Ôi, này, anh giữ đi. Còn phải đầu tư đủ vật tư chi phí mà. Em không cần gì đâu. Này, 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 này. Ừ. Này, này. Ai. À. À. Ốc, 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 ốc. Sao ốc mà không nghe mùi ốc đâu trơn á. Nghe mùi hoa không à. Ngắt hoa dễ sợ. Em chơi tuổi gì mà đòi ngắt hoa của chị? Đang trong mùa thấp điểm. Sắp tới không có nhiều show diễn đâu. Anh định làm live show cho em ư? Không. Có một bộ phim mà em thử vai. Anh thấy cũng được đó. Rảnh thì làm live show đi. Em có thích đóng phim nữa cơ chứ. Đi hát kiếm tiền cũng sướng sao? Quăng một đống tiền ra show làm cái gì? Alo? Coi mới nghe giọng nói của bố. Được ạ. Đại ca giao nhiệm vụ mới. Tối rồi, đem gì vô đây đây? Có đồ ăn không? Cái gì đang đang đây? Rồi vô đi. Còn bà nữa. Tối rồi đi đây đây. Ý, Đình Phong, chụp hình với chú thằng Tấm nha. Vâng. Đâu mẹ ơi, đó, ai mua gặp tôi mà gặp tôi. Hello em, anh là Đình Phong. Đình Phong hả? Đình Phong là ai? Của bố đây. Ôi, thích chó. Sống ở trên đời phải ăn miếng dồi chó. Chứ không mai kia xuống âm phủ là không có mà ăn đâu. Sky. Dạ. Con làm cái gì mà cứ vò đầu bứt tai mãi thế? Là con đang làm bài tập tiếng Việt kể về giấc mơ đó bác. Dễ quá rồi còn gì. Mà khó lắm bác. Con không biết phải viết như nào để cho nó đặc biệt và hay hay. Cần gì, mình cứ kể sự thật về giấc mơ của mình là hay rồi. Giấc mơ chân thật là giấc mơ đặc biệt nhất. Ừ. Như mẹ nè. Ừ. Mẹ mơ một ngày nào đó mẹ sẽ có một tiệm để bán đồ ăn. Mẹ lại định khoe cái món lẩu cua vô địch của mẹ chứ gì. Con trai hiểu mẹ quá. Nhưng mà không được đâu mẹ. Sao? Dù sao, mẹ cũng là mẹ của một ngôi sao. Mẹ của Đình Phong, không phải dạng vừa đâu. Thế nên mẹ mà mở quán bình dân như thế thì mất mặt con lắm. Không được đâu nha. Bố sống đến bây giờ là bố hạnh phúc lắm rồi đấy. Vì bố đã lấy được người mà bố yêu. Vì bố đã sinh ra được người con mà bố yêu quý nhất. Như vào bệnh viện cũng vậy. Bố thích bố ăn thịt chó, bố cứ ăn. Sợ gì? Hả? Mình phải vui. Phải vui thì người xung quanh mới vui lên được. Đúng không? Kể cả sau này bố chết, bố vẫn cười. Thế mọi người có biết tôi cười thế nào không? Tôi cười thế này này.
Bình Phong ấy, không phải là vừa đâu, biết chưa? Hả? Lạp xuống. Đóng phim. Lạp xuống. Đóng phim. Lạp xuống. Đóng phim. Lạp xuống. Đóng phim. Lạp xô. Đóng phim. Ờ, ê, tao nghĩ đóng phim cũng được mà. Lạp xô. Em thấy ly xô hay hơn á. Đóng phim. Thôi, đóng phim đi. Lạp xô. Thôi, ly xô. Đóng phim. Lạp xô. Đóng phim. Lạp xô. Nếu một ngày nào đó anh không còn trên cõi đời này nữa thì đôi mắt của anh vẫn sẽ luôn dõi theo em. Đôi mắt rất là chân thật. Dõi theo cuộc đời của em. Khách! Thằng ơi, cái gì vậy? Có biết là bộ đồ này là bộ đầu tiên nhập vào Việt Nam có bộ này không? Lần đầu tiên mà em diễn thử vai như vậy là diễn rất tốt, xuất sắc. Đặc biệt là đôi mắt của em. Đôi mắt rất giàu cảm xúc, tuyệt lắm. Yes, yes. Xong chưa? Ô, anh cười nhỉ? Chuyện này mãng dục quá sao? Lâu quá. Mà em đi thử cái vai này chẳng qua đạo diễn là thần tượng từ bé của em mà thôi. Ủa? Chứ không phải em sợ anh Tuấn Kiệt lấy mức vai của em hả? Ê, chưa rửa tay mà đã xấy là sao ta? Ủa? Thằng Kiệt cũng đi thử cho này hả Lâm? Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt không phải dạng vừa đâu. Ơ. Con, em bị gì vậy? Hà ơi, ra dạ, đây. Dạ, tôi xin lỗi. Trời. Phong, em sao vậy? Trời, đi Phong. Vô cậu nữa. Phong, mày sao không? Phong. Theo con mắt nghề nghiệp của Ngộ, dân lệ chích là hết. Chích kìa. Nhưng mà chích vào đâu hả? Cậu lao ở chỗ nào? Nhìn là mắt rồi. Không lẽ ở chích cho mong lý. Chân hại. Không 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 không. Tao không hiểu sao mà ông chích vô mắt mày được nữa. Mày đúng rồi. Mày nói tao mới nhớ ra. Bác sĩ mắt mà lại bị lé. Là sao? Là sao? Là sao? Mà... Anh Lâm này. Cái nỗi đau này nó... Đau lắm. Con mắt ông ơi. Nó đau lắm. Thế nên... phải làm một cái live show. Yes. Thế thì mới có thể chữa lành cái vết thương này được anh ạ. Anh Đình Phong, để viết những dòng này em đã phải suy nghĩ nhiều, nhiều lắm. Hôm nay với tất cả sự can đảm, em quyết định mở toang cửa sổ, lấy giấy viết ra và nói thật to. Yes, mình phải viết thư cho anh Đình Phong.
Ông nhà thơ Xuân Diệu cứ khăng khăng là làm sao định nghĩa được tình yêu. Đó là ông chưa thấy tình yêu em dành cho anh. Nó rõ ràng, có thể sợ cầm nắm được đàng hoàng. Chứ có gì cái việc định nghĩa anh. Anh cũng muốn chặn thử vào tình yêu của em không? Tại bước một, nếu anh im lặng không hồi âm, em vẫn sẽ thủy chung đều đặn đến khi anh chịu gặp em thì thôi. Tái bút hai, em yêu anh. Tái bút ba, nhiều hơn tái bút hai. Tái bút bốn, gấp ngàn lần tái bút ba. Ký tên Quang Huy. Kìa, chính xác. Kìa, chính xác. Quang Huy hay là Quỳnh Hương? Ông Quang Huy mới chết chứ. Đâu có cái gì đó nó sai sai á. Mày kiếm mày kia kia. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Đây, Quang Huy. À, em nghĩ hoài mà cũng không hiểu. Tại sao vào showbiz là dễ bị cái tên ta? Em cứ làm như BD là bệnh có thể lây ấy. Tại sao em không nghĩ ngược lại? BD thường là những người có khiếu về thẩm mỹ, thiếu về nghệ thuật. Lỡ một ngày nào đó anh phát hiện ra mình là BD thì sao? Thì anh sẽ chia tay em. Mày sẽ đi lấy chồng. Ủa phải nghĩ ra cái tình trạng nhá. Chút chút cái số. Ơ, ủa vậy cô đây? Vậy cô đây? Em đâu có tán vô mặt ăn đâu. Bỏ. Anh ơi! Và anh sẽ đi lấy chồng. Ai sẽ biết chỉ cái lời chào. Theo con mắt nghề nghiệp của ngộ đó, nếu mà lần trước ngộ chẳng đoán sai á, coi chừng lại bị bệnh thần kinh á. Thần kinh? Cháu không bị điên. Không bị điên? Ngộ không có nói lại bị khùng. Ý của ngộ á là lại đi kiếm mấy thằng cha bác sĩ thần kinh khám đi, coi chừng có khối u á. Ở trong này nè. Có u? Đúng, có một con khối u nằm đây nè. Đây. Sao? Không tin nè. Trời ơi, bởi vì tôi thi vào bác sĩ thần kinh chi lầm hai mấy năm trời, nói không ai tin hết trơn rồi. Đây nè, đây ha. Khối u này gọi là khối u tuyến yên, nhưng mà không sao, u lành thôi, nó không có gây nguy hiểm gì hết. Và cái làm của mình bây giờ là mình phải tiếp cận với nó. À, tiếp cận đây. Sau đó mình mới nói với nó là cái đầu á, tức là cái phong nè, không có cho ở miễn phí. Họ sao mình kẹp cổ nó, đuổi nó ra ngoài. Hiểu không? Trời ơi, biết vậy ngày xưa tôi làm bác sĩ thẩm mỹ cho rồi. Tự dưng lại bị cái u trong não. Không phải giọng vừa đâu. Mổ nội soi lấy nó ra, chuyện nhỏ mà. Mà này, trong phim Hàn Quốc ấy, thường mấy nhân vật như này ấy, là cuối phim chết sớm lắm đó nha. Không biết tập cuối của mình là lúc nào thôi. Mà này, xin lỗi ấy, chứ phim của cuộc đời Đình Phong ấy nó còn dài ai ai lắm. Không. Đăng 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 đăng. Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Ôi nào 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 biết không phải dạng vừa rồi. Đồ nhiều quá, đây là bệnh viện mà. Nó trật tự quá. Cái thằng này.
Nè, mẹ cho con nè, của bà để lại đó. Con giữ lấy, bà sẽ phù hộ độ trì cho con nha. Mẹ con khỏe lắm luôn ý. Mấy đứa không được làm ồn đâu đấy nha. Dạ. Bệnh viện mà ông làm như resort nghỉ mát vậy ông? Đúng rồi. Oppa, mai múa xong mà giờ đi diễn thì làm sao còn sức? Đình Phong mà. Không phải dặn vừa đâu. Hà, Băng, canh chừng phòng. Đừng có cho ai biết Phong ở ra ngoài. 10 giờ y tá đến chút thuốc đó. Sky, về giữ chân mẹ Phong đến sau 10 giờ. Từ trước đến nay, thằng Phong nó chỉ quen ăn đồ mẹ nó nấu. Còn cứ bày vẽ làm cái gì? Giờ diễn lùi lại 20 phút. Cái lưỡi của mình hôm nay nó làm sao? Thôi bỏ đi, bỏ. Anh, ai cái anh thế? Không ổn rồi. Phân mà hổ tàng long đi. Nụ cười của bệnh nhân là hạnh phúc của chúng tôi. Nụ cười của bà lệ rơi của tôi. Chị ra thăm bệnh nhân tên là Đình Phong á chị. Rất lạ lùng, rất fashionista. Ừ, trời hôm nay nóng quá anh Lâm ơi, nóng quá, nóng thế. Ừ, Băng ơi, bà ơi kết thúc gì cho Hà nha Băng ơi. Băng. Băng ơi. Hả? Băng. Sao ông gọi tên mấy con hot girl đi? Gọi tên Sky đi kìa. Gọi tôi ngoài nhờ. Đâu phải thiếu thốn đến mức mà phải đi cày kiếm tiền trong lúc em nó đang cần sức khỏe như thế này hả Lâm? Con chơi với em, làm với em, con phải biết điều gì là tốt cho em đó chứ. Dạ vâng, tụi con biết cái gì tốt cho tụi con tụi mà. Tụi con? Không phải bây giờ là lúc chỉ cần tốt cho thằng Phong thôi hay sao? Em nó đang chờ mổ mà. Chóng mặt, choáng váng, mắc ói, ngủ mê man, mơ sảng, hôn mê, nhớ chưa?
những điều tuyệt đối cấm kỵ. Không ra đường uống cà phê. Không được đi hát. Không được ăn uống ở bên ngoài đường, phải ăn cơm ở nhà. Thế đi chơi vu vơ để tăng sức đề kháng. Không. Đi hát để tăng chuyên môn. Không. Trà sữa mẹ ơi. Không. Bé đừng có lâu đó, con ngủ đây canh chừng nó cho. Đó mà mê sảng con la làng liền à. Không sao, không sao. Tân ơi. Hà. Hà nè. Tân. Tân ơi, Hà nè Tân. Tân, Tân. Hà nè, Tân. Tân. Tân ơi, Tân. Tân. À. Vừa sáng ra đã có người chết rồi à? Vậy mà nó vào nó lại. Trông mình mua sản. Ủa, cái thằng này thế cái chứ. Lala. Ai, hay đấy chứ. Nhưng mà anh Phong thích màu xanh màu trắng chứ bộ. Lại náo loạn náo loạn rồi. Quả này chết với tôi. Đang làm nhạc. Ông này à? Viết cho ai? Anh đó. Anh nào? Ui, chỗ này được nè. Làm gì? Thì làm cái sân khấu mini cho ông Phong đỡ ghiền. Trời to quá. Không bằng cái studio của tôi nữa mà làm sân khấu mini. Trời ơi, bộ cái studio của bạn bự lắm hay sao? Cái à? Trời ơi, sao chúng ta đẹp đôi quá nhở. Tình yêu anh dành cho em rất là lớn. Tình yêu Hàn Quốc có thế như vậy à? Trời ơi. Từ nói thế mà giật mắt thì được. Ông ơi là sến mà. Sến sẩm. Sến sẩm là gì? Một ly trà sữa. Ok. Xuống đi. Rồi, cảm ơn em nhá. À, anh biết lên nào của anh rồi. Bye bye. Welcome lady and gentlemen. Annyeonghaseyo. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ được đến đây để đón chào một nữ danh ca đã từng nghe tiếng nhưng chưa bao giờ thấy hình. Cô ấy có một niềm đam mê cháy bỏng được đặt một chân lên sân khấu này nhưng không thể làm được. Ngày hôm nay, cô ấy sẽ được hiện nguyên hình, hiện nguyên cơ. Ôi dạ. MC cùi bắp. Khán giả kỳ công à. Kính thưa quý vị, vì sự cố trái bắp bay lạc vừa qua nên nữ danh ca tạm thời ở ẩn vô thời hạn để nhường đường cho một nam danh ca. Ờ à, không, nam danh ca. Vừa trúng một vai diễn đặc biệt cho một bộ phim hoạt hình nhiều tập. Một bộ phim điện ảnh một tập duy nhất. Đình Phong. Thưa quý vị và tất cả các bạn, để đền đáp lại tình cảm của các fan dành cho Đình Phong bấy lâu nay, quản lý của Đình Phong sẽ tổ chức cho Đình Phong một đêm live show thật hoành tráng. Đình Phong và những người bạn. Em phim là phim, nhạc là nhạc. Phim là phim, nhạc là nhạc. Sẽ có một live show. Nếu như Đình Phong có một bài hát đứng đầu bảng. Chơi đi chơi. Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Hey, không phải dạng vừa đâu. Những giọt nhòa mắt lăn
biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Tuần này là ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về của ca sĩ Đinh Phong. Đúng thứ tư. Thực tình thì anh rất muốn bỏ tiền làm live show cho thằng Phong, nhưng mà vị trí còn xa quá. Sorry mấy đứa nha. Anh, giờ này ai nghe radio nữa, quê mùa là khẩu thứ bà đi, đúng không? Đúng. Giờ này người ta chỉ xem internet là television à, vậy mới chính xác. Ý cưng nói là chị cũng lạc hậu á hả? Đúng rồi, làm sao mà chị được làm MC mà hiện nguyên hình á hả? Bé Băng hiểu sao ý bé Hà, không phải vậy mà. Thôi mà, massage chân cho nha. Thì mỗi lần ở bên Băng á, tao cảm giác rất là an toàn. Đàn ông đàn an ở bên phụ nữ, tao cảm giác rất an toàn. Trời ơi, mày nói thế là mất hết cả cái quan điểm ấy đấy. Sau này mày định tán tỉnh bá bằng kiểu à, chủy ơi, em yêu chủy. Tao đang ở trong bể khổ quá, mày chọc chọc đi, lát tao qua đời. Chủy yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi chủ. Để xem nào. Nhân cái cơ hội này, chị Băng đang giận dỗi, hãy chuyển bại thành thắng. Chú ấy làm một cái điều gì đấy thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn này. Bất ngờ! Ê! Bất ngờ chưa? Đấy, bất ngờ đấy. Kiểu lắm vậy. Những giọt nước mắt lăn dài trên nhĩ, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau, em có biết không? Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu? Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nữa. Công nhận là tình yêu anh dành cho chị Băng rất là lớn. Clip ta rất là dễ thương và lấy cảm động cho người ta. Chỉ có 2 ngày thôi là bài hát của anh Phong lên hàng nhất rồi kìa. Trời, em khen khen cả đời. Ủa, mà em nói gì kỳ vậy Sky? Đường đường anh như nè, tài hoa phong độ lịch lãm nhanh, lại một cái thiên phú trời cho nữa. Làm sao mà yêu cái bà già khất và cơ bể nhê nhẹ được. Chưa kể là toàn nghe tiếng không thấy hình trơn trời. Đó là mới dùng có 1% công lực thôi nha. Thử coi, bỏ 100 coi, coi độ tiếng toàn cầu không? Chủ yếu là anh tạo clip mày ra là để cho Phong có scandal thôi, chứ... Thật sự xin lỗi Băng á, ý Hà không phải là vậy. Hà rất là thích Băng. Lúc nào trong Hà cũng có hình ảnh của Băng á. Băng biết tại sao không? Bởi vì hả, Hà thần tượng Băng như má của Hà.
CHI nặng bằng đáng đời. Băng! Chị Băng! Anh thấy Băng với Hà có xứng đôi không? Ban đầu anh nghĩ là không. Nhưng lúc nãy anh thấy họ quan tâm nhau lắm. Quan tâm? Em thấy chị Băng xấu lắm mà. Thì phụ nữ mà. Họ có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì họ cũng vẫn là phụ nữ. Anh hiểu phụ nữ quá ha. Sao không? Nếu không thì làm sao anh có thể khiến em yêu anh được? Anh, em muốn có con với anh. Bây giờ? Ở đây á? Ôi, không được đâu. Này, sao em lại có những suy nghĩ như thế? Không được. À, 진짜 그게 아니거든. 완전 변태야, 변태. 그 gì? Em là em muốn anh là con của ba em. À? 아니 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 아니. 언니 그게 아니고. 아, 한번 봐요, 봐요. Em là anh là ba của con em. À, ba của con em. Ừ. Ừ. Nhưng mà không được đâu. Tại sao không được? Không được đâu. Sao không được? Anh không được là không được. Ồ, vì, này này, vì, em được như thế nhá. Sao em lại có những cái ô, ô, em nhìn kìa. Em nhìn gì không? Những người ngoài hành tinh, họ có thể nhìn được chúng ta đang làm bất cứ điều gì. Tôi đã một lần nghĩ rằng Sky sẽ là người phụ nữ mà tôi gặp mỗi sáng thức dậy, sẽ là mẹ những đứa con của tôi. Ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về của ca sĩ Đình Phong đã có một cú bứt phá ngoạn mục từ thứ tư lên top bảng chỉ trong 2 ngày cuối tuần. Và bây giờ là chương trình nhạc theo yêu cầu. Mày nhóc, cứ tưởng làm live show đơn giản lắm. Chia buồn đại ca nha. Lại già thêm một tuổi nữa rồi. Cuộc sống. Chà chàn. Sinh nhật 축하해요. 부자 되세요. Dạ 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 dạ. Ở cái hô tóc của em. Em lúc nào cũng như anh, bởi vì lúc nào anh cũng già hơn em hết á. Happy birthday. Anh Lâm, sang tuổi mới, đổi màu tóc mới đi. Có màu tóc này dùng 10 năm rồi đó. Củ xì. Happy birthday anh. Anh Lâm, hôm nay ấy, mỗi đứa bọn em tặng cho anh một món quà vô cùng đặc biệt. Vô cùng đặc biệt. Rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Dễ thương vậy ta, tôi nghi lắm nha. Không dám đâu anh. Thằng Phong á, nó tặng anh nguyên cái laptop đời mới nhất luôn á. Ồ, cảm ơn Phong. Còn riêng bé Băng á. Chuy. Còn riêng CHI nặng Băng á, tặng anh nguyên cái điện thoại đời mới nhất luôn. Đó. Cảm ơn Băng. Nhưng mà bình thường thôi. Hai người này á, mỗi người tặng có một món à. Em nè, một mình em tặng anh hai món. Ghê không, ghê không, ghê không. Ghê quá. Trời ơi. Một cái vỏ laptop. Đó. Và một cái vỏ điện thoại. Thấy em tặng quà bền không? Suy nghĩ cái đêm đó. Cảm ơn nha. Xài quà cũng hư luôn á. Nhưng mà có một cái món quà bự mà bọn em tặng cho anh từ trước sinh nhật cô. Quên rồi về. Cái món quà mà cá độ ấy. Cái bài hát của Phong ấy. Lên top 1.
Tôi biết ngay mà, lợi dụng sinh nhật của tôi để đòi nợ chứ gì. Nhưng mà anh nói nghe nè, làm live show rất là tốn kém, nhất là trong thời điểm khó khăn như thế này. Nhưng mà thôi, lỡ hứa rồi. Live show đỉnh phong, không phải dạng vừa đâu. Nghe bác sĩ ơi. Bệnh hiếm, 1 triệu người mới có 1 người mắc bệnh. Cái thời gian sống thì tối đa còn 5 năm. Sao? Là không tin à? Tại sao vậy trời ơi? Mỗi lần tôi báo tin xấu á, không có bệnh nhân nào tin tôi hết. Xin lỗi anh. Xin lỗi là vì cái ca mổ lúc trước á, nó không có thành công như tôi mong đợi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tìm cách kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ha. Bây giờ có hai cách. Cách đầu tiên á, là mổ hở. Mổ đây. Thì cái thời gian điều trị và thời gian phục hồi thì khoảng 3 tháng. Nhưng mà cách này hiệu quả. Còn một cách nữa, đó là mình dùng tia Ramanai bắn thẳng trực tiếp vào khối u, khống chế nó lại. Cái cách này thì chỉ cần đưa bệnh nhân tới rồi đưa đầu vào bắn, tốn có 1 ngày thôi, về ngay. Nhưng mà cách này nó cũng đặc biệt hiệu quả đối với khối u tuyến yên. Nhưng mà trong trường hợp của mình thì không hiệu quả. Hoàng hôn, bình minh, em thấy cả hai đều rất đẹp. Nhưng tại sao người ta lại thích ngắm bình minh và thích đặt tên con là bình minh hơn nhỉ? Bác sĩ nói có thể bị khối u,
làm ảnh hưởng đến thị lực trước. Nên bây giờ phải tìm cách giữ lại đôi mắt cho em. Chỉ giữ được đôi mắt thôi vậy? Điều em cần làm bây giờ á, đó là... Em trêu sao anh có vẻ căng thẳng nhỉ? Bình Dương ngày 7 tháng 6 hả? Ok. Giá mới nha bạn. Không hát giá cũ nữa đâu. Có đúng là dùng tia gamma chỉ mất một ngày hay không? Ủa Lâm, Lâm, thằng Phong với cái bị gì mà nhập viện vậy Lâm? Không có gì đâu. Tôi không thể quên cảm giác cái khung sắt đè nặng lên đầu tôi, từng con ốc được xoáy chặt vào da đầu. Đó là một cảm giác đau đớn khủng khiếp. Nhưng tôi không thể để cho mẹ và người thân của tôi nhìn thấy điều đó. Họ sẽ còn đau lòng hơn tôi nữa. Nhưng tôi bắt đầu không điều khiển được cơ mặt do những mũi thuốc tê tiêm thẳng vào đầu mình. Sao nó không sao hết mà ta? Sao tự nhiên bắn cái tia vào đầu còn nhỏ? Em ơi, cái show ngày mốt Bình Dương là bên anh chưa nhận cọc nha. Em cố gắng chuyển ngày mai ngày mốt cho anh. Cảm ơn em. Sao nhận show sớm vậy? Em mới nói mấy cái này là phải nghỉ mấy tháng nữa nha. Chậm lắm. Tao sẽ không bỏ bất cứ một show nào của Hồng Phong. Nghe chưa? Dạ không bác, tụi con xin phép qua đây ở mấy hôm. Nói thiệt hay nói giỡn vậy? Dạ thiệt bác. Tụi con ở đây canh chừng thằng Phong đó bác, đề phòng cái trường hợp mà nó khai thác bóc lột sức lao động đó bác. Tháng này mình cày, doanh thu ổn. Còn tiền tháng trước á, một lát anh ứng cho em. Ôi, chuyện tiền nong đâu giờ em quan tâm đâu mà. Anh cứ giữ hết đi nhá. Ừ. Để kỷ niệm đêm đầu tiên chúng mình được ở với nhau. Chiếc bài ơi! Không tao biết chơi đâu. Ồ, mất hứng quá. Sky không biết chơi thì sang ngồi với Phong một tổ đề. Yeah. Bây giờ chúng mình chơi bài binh sập xám. Yes! Binh sập xám hả? Hai đứng tụ đi. Hai tụ nè, ba tụ nè, anh nữa là bốn tụ là... Đúng đồng ý, mời anh vô đây ngồi với em. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14. Ê! Thôi, thôi mình chơi này vui hơn nè, mình chơi sập xám 17 lá đi. Chứ sập xám 17 lá làm sao chơi ba? Thì sập nhất, sập lục gì, sập bảy, sập nhà. Nói chung là chơi đi biết. Nháy mắt gì ba? Trời ơi, mà quên nữa, bài có 52 lá. Chia 17 được có 3 tụ à. Ờ, đúng rồi. Thôi, anh Lâm, thôi anh đi đếm tiền đi. Mày đi chơi đi, anh đi ngủ nha. Biết nữa, mình xếp 5 tầng không ra nữa. Nhiều đánh đấm gì? Ủa anh Lâm! Đợi em vô trước, em vô trước. Trời ơi, trời ơi, anh Lâm, anh Lâm. Đợi chút, anh thông cảm nha, em mắc quá rồi. Với lại anh lớn mà, anh nhường nhỏ chút nha. Tiền nè, hả? Ủa chứ hả? Cho thầy miếng nó đi. Anh Lâm, Lâm, vô đây Lâm. Chị đái của ông xong, bực ghê à. Alo, ê. Đau bụng quá, đau bụng quá.
Vậy hả? Ừ. Để mình check mail nha. Rồi. Ê, băng, băng. Rồi, mó tâm rồi, băng với hai cái gì? Băng, băng, khoan. Băng. Gì băng rồi? Vô kiến hả? Ông ơi, tiền diễn hôm nay anh vẫn giữ như mọi khi ha? Ok anh. Đóng phim tình cảm có phải đóng phim ma đâu ta. Sao tự dưng mắt lại bị vào cái lúc này nhỉ? À, em ra đây, em đến ngay đây. Khoan, khoan đã. Cậu kia, đúng là ca sĩ đóng phim, tóc che hết con rồi còn diễn cái gì nữa. Cậu đi hát á, cái miệng nó hát ghép được, nhưng mà khi cậu diễn xuất, con mắt nó không có diễn ghép được, chuyển tải được cảm xúc của nhân vật bằng đôi mắt mới là nghệ sĩ giỏi. Mày không sửa tóc lại cho nó. Đạo diễn, nếu tất cả các diễn viên họ cần hai con mắt để diễn, nhưng em chỉ cần có một mà vẫn có thể diễn tả cảm xúc đến tất cả mọi người, vậy thì em có được gọi là một nghệ sĩ tài năng hay không? Nếu một ngày nào đó anh không ở trên cõi đời này, nhưng đôi mắt của anh ở đâu đấy vẫn sẽ luôn dõi theo em, dõi theo cuộc sống của em. Khách, tốt lắm. Phong. Dạ. Con để cái tóc gì mà kỳ vậy? Đóng phim là phải như thế hả? Không. Vâng. Kiểu năm nay nó phải thế, mốt mẹ. À. Mẹ ơi. Cái món lẩu cua này của mẹ là vô địch. Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Ấy. Ăn đi con. Dạ cảm ơn bác. Con thề, mẹ mà mở quán lẩu cua ấy thì ca sĩ V-pop có mà kéo đến nươm nượp, nươm nượp. Thế sao cậu bảo là sợ mẹ làm mất mặt ngôi sao ca nhà? Con nói thế mẹ cũng nghe. Trời ơi. Hồi bé cứ hay trêu thằng Xuyên lé có quả mắt con bay con đậu. Giờ mình thấy con ngủ con thức đau thế không biết nữa. Yêu em không? Sky, em làm sao vậy? Dĩ nhiên là có anh yêu em. Thế bà có giấu gì với em không? Không, không, không. Biết chưa? Bà, em rất muốn có con với anh. Thank you.
Sao im lặng vậy trời? Bật miếng nhạc nghe chơi coi. À, Băng, mình chụp hình cái nha. Ủa mà chụp gì vậy? Thì cho tụi nhỏ nó coi. Tụi nhỏ nào? Con mình sau này á. Con dạ. Mình sau này nè. À, vậy lấy giùm tao chai nước ở trong tủ lạnh kia với. Trời ơi, dạ. Cuộc sống phải có những người bạn chứ. Chị Băng. Có chị. Chị lấy giùm em cuốn sách Cuộc đời của Pi nằm trên kệ kia với. Chị bận rồi baby ơi. Đi, chị xinh đẹp. Đang sơn móng dở. Nè, nước nè. Để xuống bàn giùm tao. Thank you. Sao chị không thấy ta? Thì đó, nằm hàng thứ hai, từ dưới lên. Thứ hai, từ phải qua. Mắt tinh như mắt chó rồi chị. Mà giờ này mắt chị có vấn đề nha. Em ngồi đây mà em còn nhìn thấy đấy. À, chứ mày thấy sao không ra mà lấy nhở? Mày không có tay, mày không có chân à? Giờ mới biết mặt mũi và tình cảm chị em mình nó ra sao. Hả, móng của chị vừa sơn. Lần sau thấy thì ra mà lấy nha, chứ đừng có mà nhõng nhẽo. Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị. Băng, mình chụp hình cái nha. Nữa hả? Chụp cho cháu nó coi. Muốn ăn đòn không? Muốn thịt. Ha. Gì? Lấy giùm tao cái loa Bluetooth nằm ngay cạnh cái tivi kia với. Loa nào vậy? Cái loa Bluetooth kìa, nằm ngay cạnh cái tivi. Ờ, cái thằng này. Cái loa này hả? Ờ, đúng rồi, loa màu đỏ đấy. Chính xác. Nhanh lên ba, chậm chạp quá. Phong. Hả? À, mày nhớ clip em Phong. Làm sao tao có thể quên được? Đây là cái clip đầu tiên tao và mày được xuất hiện trên TV. Hôm đó chú trên cái cầu bị gió thổi qua, văng cái chất cầu rơi xuống và văng xuống dòng sông ấy, trôi đi, trôi đi, trôi đi. Loa mày nào Phong. Ôi giời, yêu thương nhau thì yêu thương nó cho đi. Bật tụi tao bài Nắng Ấm Dần Dần nhá. Mày nghĩ tao bị đuôi à? Anh ơi, em mặc bộ đồ này có được không? Sky của anh vừa đến à? Sky của anh dáng đẹp, mặt xinh. Mặc cái gì chả tuyệt vời. Number one, number one, number one. Không, mày sao, mày sao không? Bỏ đó. Tao kêu đi rồi. Mày hết rồi đó. Mày thấy trời ấy nè. Oh.
nói mà, nói đâu nghe. Nó bình bắt đi hát hoài à. Anh còn giấu tụi này chuyện gì nữa? Tôi đã tự cười với bản thân mình. Vì làm sao mà mình có thể giấu giếm mãi bí mật với những người luôn thật sự quan tâm đến mình cơ chứ. Marina Bay. Thấy đường đâu mà đặt độc. Sao xạo mày. Rồi, chú không tin anh gì. Tìm chữ nhỏ nhất anh đọc cho mà xem. Đâu. Mày đọc chữ đó tao coi. Bình tĩnh chưa? Ừ. Casino. Anh Trần ơi ông ơi. Ê, thằng Phong thấy đường nè. Rồi tôi cũng có chuyến đi chữa trị tại Singapore. Mẹ tôi không đi, nhưng có đầy đủ anh em chiến hữu của tôi. Chúng tôi có cảm giác như đây là một chuyến đi chơi, chứ không phải là chữa bệnh nữa. Tôi vẫn chưa hình dung được điều gì đang chờ mình ở phía trước. Mà thôi, cái đó không phải là điều mà tôi quan tâm nhất vào lúc này nữa. Tôi đã dần quen với cảm giác hụt hẫng và đau đớn rồi. Bây giờ, tôi cứ tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ nhất bên cạnh bạn bè anh em trước đã. Lo xa quá cũng thế à. Khách sạn này chắc mắc dữ à. Trung tâm cơm bài. Singapore. Chữa bệnh mà ở kiểu này chắc thành bạo bệnh luôn á. Chứ đâu mà hết bệnh. Dù gì con người ta cũng là ngôi sao chứ bộ. Tiền thì cất vào như lỗ, chi ra như thằng làm đái. Đúng là cái làm tiền. Rồi, có ông dĩ nhiên sắp phá sản làm live show quyên góp nè. Đồ tiền mấy 2 tỷ luôn á. Ghê vậy ta. Xin chờ. Cái gì cơ? Làm live show để xin tiền á? Tao thề, dù tao có chết cũng không bao giờ làm một cái live show như thế. Vô vị. Vâng. Yến đang ngủ đấy. Gọi tên nó khác đi. Gọi ba ngoại. Vâng ơi, đừng quên ơi, Vâng ơi. Cái thằng I don't understand why you chose Gamma Knife. You could have taken 2 more years from Fom's life. So, how everything now? The tumor, blocking all the optic nerves and other nerves, but more so, is weakening his eyesight. He will go blind. Now, if you want to save his right eye, we will have to dissect the left one also. Is it dangerous? It's difficult to tell because brain surgery, you can never predict the outcome. But if you have 300,000 USD, you can go to America. They do proton beam therapy.
That can lengthen Fong's lifespan for a few more years. In that time, maybe medical science can find a cure. You mean if we don't cut one eye, Fong will lose both? Yes. Bệnh viện đẹp đẹp thiệt á, mà toàn tiếng Anh không à. Cỡ như tôi vô đây nghe lộn, uống lộn thuốc, chết, phải chơi được. English everywhere. But lately, he can see Rick clearly. You must know this is only short term. Think of it like an oil lamp that flashes its flame before going out. Doesn't last long. If he your family, would you take it operation? No. No, because it's too risky. And from a medical standpoint, life is much more important. Hay là để mình về bàn với gia đình Phong đã anh ạ. I decide. We take a risk. Thăng lớp hả? 2 năm. Mất 2 năm là sao? Anh Lâm, tại sao lại là mất 2 năm? Có cái tia gam gam là cái gì vậy? Anh im lặng là anh biết rồi đúng không? Anh sẽ không muốn ai biết biết vậy. Em, chị Băng vừa nói gì vậy? Anh Lâm, chuyện này là sao anh Lâm? Tại sao anh lại quyết định giải phẫu một cách vội vàng như vậy? Rất có thể Thành Phong sẽ không tỉnh lại ở đó. Chị Băng đang nói gì vậy? Anh Long, anh Phong không tỉnh lại là sao? Tại sao không tỉnh lại được? Anh Long, lần trước đã nói không còn gì giấu nhau nữa mà. Sao giờ im lặng vậy? Thằng bạn thân của tôi này có chuyện gì? Tại sao anh lại không đồng ý đi Mỹ? Thả ra! $300,000 đó. Có nghe bác sĩ nói gì không? Là $300,000 á. Là 6 tỷ bạc đó cô hai. Anh tích tiền hả? Đó là sinh mạng. Sinh mạng của thằng em mình mà. Bao nhiêu lâu nay nó làm cho anh, anh có chia nó một đồng xu nào hay không? Uầy, sao? Sao? Muốn làm gì? Chị Băng Hà, em đến đây lâu chưa? 1 tháng rồi. Vậy là người nhà của em khám bệnh đây à? Là em. Ba em nói á, em bị một cái mụn ở trên não. Cái mụn đó làm cho mắt em mờ đi. Rồi bác sĩ cũng nói á, nếu như mà làm một mắt em nhắm lại thì mắt bên kia của em sẽ sáng hơn. Em vẫn cool lắm. Thì từ đó giờ em vẫn cool mà. Mà anh Phong biết không, người ta ăn xoài á thì người ta nổi mụn ở trên mặt, còn em á thì cao cấp hơn, em bị mụn ở trong não. Hoa là hoa gì á? Dạ, bồ công anh. Từ đó giờ em không thích hoa. Nhưng mà
Em nhìn hoa này em thích lắm. Tuấn Anh trở thành bạn đồng hành của tôi trong cuộc hành trình tiêu diệt cái mụn ở trong não ấy. Theo quyết định của anh Lâm thì Băng, à Sky, về Việt Nam trước để tiết kiệm chi phí, còn tôi ở lại để bước vào ca mổ sinh tử. Thành thì mất một mắt, bạn thì mất hết. Thực hiện được ước mơ từ bé của mình, đó là lấy được một cô vợ xinh đẹp, một thị nở xinh đẹp đến từ Hàn Quốc về đây cho mẹ đây. Em hãy chào mẹ đi. 어머니, 안녕하세요. Ôi, hai cái đứa này. Mẹ, hôm nay là ngày vui của con mà. Ôi, em hãy đứng lên và chào mẹ đi. Rồi, đi. Em trai cưng của chị ơi. Dậy. Ôi, chị Băng. Chị Băng, đây đâu phải phòng thằng Hà đâu. Chị em mà lo gì. Em trai biết tin gì chưa? Em được bình chọn là ca sĩ mới xuất sắc nhất, biết chưa? Ca sĩ mới xuất sắc nhất. Chị có đau không? Cắt mạnh nhưng mà không đau à? Vậy là không phải mơ. Yeah. 오빠, 제방. 아, 도대체 지금 뭐 하는 거야? 세상에. 똥. 말도 라 말도 안 돼. Biết không, nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Phong, anh mày ráng xíu đi, giữ cục hơi của mày á
chứ hôm nay hơi mày không có đầy. Không cần tập hát ở đâu, anh quyết định rồi, hôm đã hát lip sync. Anh Lâm, hát lip sao anh? Đêm trao giải người ta chứ bộ. Đây là nghề của anh, em đừng xen vô nữa hà. Những ca sĩ mới luôn là triển vọng của V-pop trong tương lai. Giải nam ca sĩ mới xuất sắc nhất trong năm nay thuộc về Đinh Phong. Anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt có níu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên trí. Cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đêm mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Giấc mơ anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không? Em ơi anh nhớ. Có đúng là bác sĩ nói như vậy không? Từ lúc bác trai mất, thằng Phong nó là trụ cột ở trong gia đình. Bây giờ sự thể đã ra thế này, bác làm sao có được đến 5-6 tỷ để cho nó đi Mỹ đây? Sao mình không tổ chức một live show cho Phong? Sau đó mình kêu gọi anh em nghệ sĩ á, họ chung tay giúp đỡ, ủng hộ cho Phong. Đúng rồi đó bác, bé Băng. Chị Băng nói đúng đó bác. Tại vì thằng Phong á, nó được lòng anh em trong nghề lắm. Con nghĩ mình mà tổ chức show á, là ai cũng giúp nó hết trơn á. Xưa giờ bác chỉ biết nấu nướng cho bố con nó,
Bây giờ tùy các con, muốn tính sao tốt cho em nó thì tính. Miễn là cứu được thằng con trai của bác. Con thấy là không có nên làm. Chúng ta hoàn toàn không có đủ tiền làm show. Với lại ai mà tin một ca sĩ ngôi sao mà không đủ tiền chữa bệnh. Thế tiền đi hát từ trước giờ của thằng Phong đâu? Liệu có dư giả gì để bù vào không? Em có nhớ bạn, nó đẹp ơi là đẹp luôn. Con trai đứa nào thấy cũng mê nó hết á. Mà không hiểu sao, quen ai dài 3 tháng là nó bị đá à. Hôm bữa thì kéo con em đứng gần nó, mới phát hiện ra nó bị viêm cánh. Trời ơi, nó bị viêm cánh chị ơi. Không lẽ nó bị bồ nó đá là tại vì nó bị viêm cánh hả chị? Chị sao vậy? Chị đang khóc hả? Không lẽ chị cũng bị viêm cánh? Các bạn nghe đài thân mến, cảm giác chứng kiến người thân của mình mắc bệnh hiểm nghèo mà mình không giúp gì được là một cảm giác rất là tồi tệ. Người em trai thân thiết của tôi, chàng ca sĩ tài năng và dễ mến Đình Phong, vừa mắc một căn bệnh u não hiểm nghèo. Tỷ lệ mắc căn bệnh này 1 triệu người có một người bị. Vì là một căn bệnh rất là hiếm cho nên y học chưa tìm ra được phương pháp chữa trị. Hiện giờ chúng tôi chỉ biết muốn tổ chức một số ca nhạc dành cho Phong để có thể góp sức giúp cho cậu ấy có thể kiếm tiền đi nước ngoài điều trị bằng liệu pháp đặc biệt, kéo dài sự sống của cậu ấy. Alo? 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 Trời ơi! Tự dưng cái chụp chặt cái lúc này! Trời ơi, lâu lắm tôi mới có thể khóc một mình như vậy á! Che giấu cái gì nữa? Công trình đóng kịch giống với thằng Phong à? Alo? Alo? Trời có một fan hâm mộ nào mà có thể nghĩ được một ngày được ngồi chung với thần tượng của mình trong một khung cảnh lãng mạn như vậy nè. Anh à, nghe nói là anh sẽ làm live show phải không? Chắc không đâu em. Hả? Chuyện của anh... Thôi, anh quan tâm chi ba cái trang mạng báo lá cải đó. Trời ơi, ba thứ anh hùng bàn phím hèn hạ, mạnh miệng nó ở trên mạng dữ lắm. Thử đứng trước mặt em, nói xấu anh, nói xấu em thử coi. Em giả bóp bóp đừng trách, sao mà biến xanh lại mặn á. Mà anh nè, nghệ sĩ như tụi anh á, mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cần ăn sáng cho thiệt là ngon, cần có bao giờ đọc báo mạng hết ha. Em có kinh nghiệm giống như kiểu ca sĩ chuyên nghiệp nhở? Không phải dạng vừa đâu. À, anh không biết á, bóng gió như tụi em nè bị người ta xỉa xói hoài à. Riết rồi em còn phải tập để sống cho nó vui. Có bao giờ anh kỳ thị người đồng tính như tụi em không? Từ nhỏ anh đã có mơ ước là có một đứa bé rồi mà. Anh cũng muốn được làm một người cha tuyệt vời giống như bố của anh vậy.
cho con mình được sống, được làm những điều mà nó cảm thấy hạnh phúc. Dù cho sau này này nó có thích học gì này, thích làm ngành gì này, anh cũng sẽ ủng hộ nó. Dù cho nó có là người đồng tính thì anh cũng sẽ ở bên bảo vệ nó và nói với nó rằng con, anh là người hạnh phúc nhất. Anh đúng là một người cha tuyệt vời á. Anh à, em ước gì anh là ba chồng của em. Rồi mọi người quyết định rủ tôi đi biển cho khuây khỏa. Biển luôn là nơi tôi muốn thuộc về, nơi gắn liền với cảm xúc của tôi một cách kỳ lạ. Khi thì yên bình nhẹ tênh, khi thì lại là một nỗi sợ hãi chẳng thể kiểm soát được. Sky à? Biển gắn liền với cảm xúc của anh một cách lạ kỳ lắm. Người ta nói nếu khi nào cảm thấy buồn phiền thì hãy đứng trước biển và hét thật to. Anh cũng đã từng làm như thế, nhưng mà chẳng cảm thấy nhẹ nhõm gì cả. Đứng trước biển, anh nhận ra được một điều. Nỗi ám ảnh cô độc còn đáng sợ hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào trên đời này. Anh đã từng đối mặt với nhiều sóng gió, nhưng mà đối mặt với sóng biển mà nỗi cô độc, anh sợ. Anh diện nguyên hình hay một kẻ đầu hàng số phận. Suốt cuộc hành trình của cuộc đời, anh nhận ra được một chân lý. Khi mình rơi vào nghịch cảnh, sẽ trải qua ba giai đoạn. Đối mặt, rồi chút bỏ. Tụi bay muốn gì? Tao nhịn hai đứa bay nhiều lắm rồi nha. Mấy cái trò truyền thông cái tiện con băng á chưa đủ phiền phức hả? Tao nói đừng dính vào chuyện của tao. Không có live show gì hết, bày nhiều cho làm gì hả? Ê, luôn anh với ai hả? Anh có tư cách gì trách tụi này? Băng làm sai á, có gì mà cứu thằng em tụi này. Còn anh làm được cái chó gì nó đi. Bệnh tình của nó anh giấu hết tất cả mọi người. Anh sợ nếu mẹ nó biết hoặc là tụi tôi biết thì sẽ không còn ai kiếm tiền cho anh nữa, đúng không? Đáng lý nó sống được thêm vài năm
Nhưng mà anh sợ nằm viện lâu mất cơ hội của anh. Anh bắt ép thằng nhỏ đi bắn cái tia gamma con mẹ gì đó vào đầu của nó. Cho đến khi nó hết thấy đường rồi thì tụi này mới biết là sao. Nói đi cày mấy năm nay, ai là người giữ tiền? Ai là người giữ tiền đó? Nói được cái gì? Lúc làm lãi xôi cho nó, anh than anh không đủ tiền. Lúc làm xôi cứu mẹ nó, anh than hết tiền. Ủa? Bộ tiền trộm cơm hết hả? Thay mặt mẹ nó, thay mặt tụi tôi quyết định cắt dây thần kinh mắt của thằng nhỏ. Trong khi bác sĩ nói đó, ngay cả con của ông cũng sẽ không bao giờ dám làm như vậy. Rồi lỡ mổ không như vậy thì sao? Trên khi khí cầu tôi là ai mà ai là tôi là ai cứ bán nào tôi vì ai mà ai vì tôi thì cũng sẽ mang sao đừng có ngoài đó thì nó gần đi sẽ e rơi răng vào tay của tôi và hát từng nào có hát không phải rằng vừa đâu cảm ơn nha. Không á, Thảo Mai. Ráng khỏi rồi còn đi hát nữa. Là tương lai là ơn ngày mai. Cuộc đời nghe tay tự mình sống sao cho nó về còn mãi. Vứt hết đi buồn đứng ngoài kia. Bay lên qua như vẫn thơ ta người đi sự đời. Và sau đây, hãy chờ đón một ca sĩ không được bình thường. Của ngày hôm nay, ca sĩ không phải Giang Vương. Đâu? Xin chào, xin chào, xin chào tất cả các khán giả của Đình Phong. Hôm nay quả là một ngày rất đặc biệt đối với Đình Phong. Các bạn thấy Phong vẫn đẹp trai chứ? Không có người chột xấu, chỉ có những người chột không biết tự làm đẹp cho bản thân mình. Chị Băng và Hà luôn luôn cố gắng, có nghĩa là thúc giục mẹ Phong làm cái live show cho Phong, giúp Phong có 6 tỷ đồng. Không phải giọng vừa đâu, kéo dài sự sống thêm được ngày nào hay ngày đấy. Nhưng thật sự thì Phong không hề muốn đứng trên sân khấu này ngày hôm nay. Không hề muốn.
Vì đây không phải là live show mà Phong từng mong muốn. Ai cũng có một tuổi trẻ. Phong cũng có một tuổi trẻ của riêng mình. Nhưng có lẽ tuổi trẻ của Phong thì mãi chỉ là tuổi trẻ để dành. Phong có thể dừng chân ở đâu đó trên đoạn đường đẹp đẽ này. Chính vì vậy Phong chấp nhận làm cái live show này để gửi lời cảm ơn. À không, không phải một lời cảm ơn mà là 1000 lời cảm ơn đến tất cả các khán giả của Đình Phong, và để nhận lại tình cảm của tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Phong đã từng nhìn thấy ánh mắt thảng thốt của mẹ, rồi lại vờ như không có gì xảy ra. Cái ánh mắt đấy nó ám ảnh và khiến tôi đau lắm. Tôi muốn được thay mặt bố thôi. Chăm sóc mẹ thôi. Và tôi muốn tổ chức một đám cưới cho Băng Hà. Không, Hà Băng nhỉ? Ai gọi là Băng Hà? Phong muốn được làm bố của con Sky. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc, tôi nhận thấy cái u ấy đang cướp từng ngày khoảng thời gian còn lại của tôi. Tôi chỉ muốn hét lên rồi, cho tôi thêm một chút nữa thôi, một chút thời gian nữa thôi, để tôi có thể nhìn thấy mẹ Băng. Sky, luôn được bình an. Tôi đã từng thấy Băng và nghi ngờ Lâm
Tôi thật sự rất buồn, rất đau lòng khi thấy người thân của mình bất hòa vì mình. Nhưng đúng, Lâm là người đã cất giấu mọi số tiền của tôi. Chính Lâm đã che giấu bệnh tật của tôi để tôi có thể tiếp tục đi hát. Thôi mà, thôi. Chính Lâm đã quyết định cắt bỏ đi con mắt của tôi. Chuyện này với ai nhá. Mất công mẹ em phải lo lắm. Em cũng không biết là mình có sợ chết hay không. Có một điều mà em rất sợ. Em sợ phải chia ly người thân của em. Nhưng mà mình phải chiến đấu với căn bệnh. Chiến đấu rồi em vẫn sẽ phải nằm trên chiếc giường. Em không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng mà mọi người phải khổ sở vì em. Em sẽ luôn có anh Sky, Hà, Băng. Bác sĩ nói là mình phải luôn giữ hy vọng và lạc quan nha Phong. Em biết. Nhưng mà anh không hiểu được cái cảm giác mà một người bình thường khi mà nghe tim mình sắp chết nó như nào đâu. Anh có thể hứa về một điều thôi. Em không quan tâm mình còn sống được bao lâu nữa. Nhưng khi nào em còn sống, hãy cho em sống vui nhất có thể, hạnh phúc nhất có thể, và được nhìn thấy người thân của em lâu nhất có thể. Cho em hát lâu nhất có thể. Anh ạ.
những điều này. Anh Lâm, làm vì tôi, làm vì ý nguyện của tôi. Bộ công anh là một loài hoa rất đẹp, nhưng vòng đời rất ngắn. Đến cuối đời, nhụy của bộ công anh sinh ra nhiều hạt giống bám vào những sợi lông trắng mỏng manh, giúp hạt bộ công anh dễ bay theo gió, sinh sôi và nảy nở ở khắp mọi phương trời. Phiền âu lo, ai biết mai đây còn bao điều gian khó. Chỉ mong sau ngày hôm nay được sống nơi đây hạnh phúc cùng. Thật ra chúng tôi đã hứa với Phong nhiều hơn một lời hứa, đó là chúng tôi sẽ thay Phong chăm sóc cho mẹ và thay Phong làm con của mẹ nữa. Cua ở đây là ngon vô địch luôn á, mỗi người một ký nha. Rồi, 2 ký cua. Trời, gì mà nhiều vậy ba má? Ít mà. Ngày mỗi người 1 ký cua nha. Chờ chút nha. Gớm 2 cái ông tướng này, không đồng giấu giếm mọi người. Hát được bao nhiêu tiền, 2 anh em lại gom góp, âm thầm chữa bệnh khắp mọi nơi. Mãi sau này, ông tướng Phong không muốn cố nữa, bảo với ông tướng Lâm á, dành một số tiền cho mẹ làm vốn, mở một quán ăn trang trải cuộc sống. Số tiền quyên góp còn lại, Phong đã không muốn ích kỷ dành riêng cho bản thân kéo dài thêm thời gian sống, mà trước sau gì thì nó cũng phải ra đi. Nên Phong đã muốn Lâm già dùng số tiền đó lập một cái quỹ, cứu sống được càng nhiều trẻ em càng tốt, để người thân có cảm giác Phong nó vẫn còn ở rất gần với mọi người. Thêm 1 tấm nữa. Đây, 1, 2, 3. Ê Phong, tao với Băng có bí bì rồi đó. Nhìn nè. Biết tên gì không? Tên là Chưa. Thật mặt đúng không? Chưa Băng Hà. Gia đình tao đó. Nhìn kỹ nè. Ê, mà tao nhớ mày lắm á. Nhưng mà nhớ trong tim thôi. Mày khỏi cần về đây thăm tụi tao nha. Để sau này tao tự nguyện xuống thăm mày. Nhưng mà chắc còn lâu lắm. Mẹ ơi. Ơi, mẹ đây. Ủa, đám cưới Băng Hà hả? Quá vậy. Định chặt chém cô dâu chú rể hả? Đi chỗ khác chơi con. Mẹ con nhìn nhiều màu, chóng mặt quá. Chết. Tức là em và anh đã đi hết một cuộc đời với nhau. Anh muốn em sẽ sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc với một người bố thật là tuyệt vời của những đứa con của em. Biết chưa? Thương đau nếu
trai của con. Hello, nice to meet you. My name is Harry Liu, and I'm an actor. I have just finished a movie called Thần Tượng. Nói gì? Ý anh nói con là Hoàng Thùy Linh đó. À. Vui quá à. Hai đứa, nào chồng, nào vợ. Dạ, thưa hai bác. Trời ơi, nó biết nói tiếng Việt mà ơi. Tụi con yêu nhau cũng được 3 năm rồi. Còn chuyện đó thì có qua có lại thôi. Ông Phong nè, tôi nghe lời ông mà đối diện với ba má tôi rồi đó. Hú hồn à. Cũng may nhờ ông mà tôi mới gan dữ vậy á. Cảm ơn ông nha. Mày muốn xuống dưới, tôi dẫn ông đi nhậu sau nha. Tôi vẫn bước, vẫn bước dài phía trước, dù ngày mai trong gai. Anh Phong là người duy nhất giúp tôi xóa đi khoảng cách giữa tôi và thế giới ồn ào ngoài kia. Anh bước vào thế giới của tôi nhẹ nhàng, anh trò chuyện và lắng nghe tôi. Một cô bé câm ở rất xa cái thế giới của anh. Mỗi ly trà sữa pha cho anh, tôi đều nhớ rất rõ những kỷ niệm phía sau từng ly, từng ly. Giờ đây tôi có mọi ngày, nụ cười vẫn luôn trên môi, thắp sáng lên những hy vọng về một ngày mới. Và tôi vẫn bước đoạn đường dài phía trước, dù ngày mai trong cái nào ai biết được. Buồn vui nước mắt nụ cười, cuộc đời vẫn không ngừng trôi. Chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối. Hạnh phúc một đời chỉ trong tầm tay thôi. Chọn một niềm vui tôi với bao tiếng cười. Giờ đây tôi có mọi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng